Xin chào tất cả bạn đang theo dõi chương trình Tài chính và Kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2021. Và tiêu điểm ngày hôm nay đó là sự kiện Alibaba và đối tác đã đầu tư, dự kiến đầu tư sẽ đầu tư 400 triệu đô vào CrowdX của Masan. Và các bạn, nếu như mà các bạn không theo dõi chi tiết thị trường tài chính thì có thể nghe tên CrowdX là rất là lạ lẫm. Nhưng CrowdX là công ty mẹ của VCM, tức là Vincommerce, mà Vincommerce ngày xưa tức là hệ thống chuỗi cửa hàng Vinmart và các hệ thống siêu thị Vinmart mà sắp tới có thể được đổi tên thành Vinmart. Thì với cái con số 400 triệu này tương ứng với khoảng 5,5% anh Tuấn ạ, thì định giá của CrowdX sau đầu tư nó lên đến khoảng 7,3 tỷ đô. Nếu mà trừ đi 400 triệu thì trước đầu tư định giá là 6,9 tỷ. Thực ra thì cái thông tin này chúng tôi đã chia sẻ, đã nói đến ở trong cái clip trước đây, cách đây vài ngày về... Chúng ta nói về VinFast đúng không ạ? VinSmart đã từ bỏ cái hoạt động sản xuất điện thoại của mình. Thì trong đó tôi có nói đến cái chuyện là sau khi mà cái hệ thống Vinmart được chuyển giao thì sẽ có một ông lớn chuẩn bị đầu tư lượng lớn vào. Cách đây vài ngày và hôm nay thì nó được công bố một cách chính thức. Thì chúng ta sẽ xem xét và đánh giá, nhìn nhận câu chuyện này như thế nào. Cái chiến lược sắp tới của CrowdX, tầm nhìn của Alibaba, đặc biệt là tầm nhìn của Masan, kết hợp với các cái đối tác của mình. Và chúng tôi cũng đánh giá xem là các cái doanh nghiệp nào hiện nay đang niêm yết trên sàn sẽ là có một cái sự tác động lớn, bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Và các bạn thấy ở đây thì chúng ta có cái cấu trúc công ty khá là phức tạp, bao gồm có Vingroup, Vingroup này, Masan, và bây giờ sẽ thêm Alibaba Group nữa tham gia nữa, và BPEA tức là Bank Private Equity Asia, tức là đối tác của Alibaba tham gia vào cái thương vụ 400 triệu đô của CrowdX này. Thì đây, công ty Masan thì thông qua một công ty tên là Sherpa. Và các bạn biết Sherpa này là có ý nghĩa của nó là gì không? Cái từ Sherpa, anh Tuấn có biết cái từ này nghĩa là gì không? Nhân sư. Không, anh mà đi tôi nhớ là anh đã đi leo Himalaya, leo Everest rồi, đúng không? Rồi, ok. Đấy, khi mà anh leo Everest thì bao giờ cũng có một người dẫn dắt anh, người đó gọi là Sherpa. Thì cái công ty này nó như một cái công ty dẫn dắt anh Tuấn ạ. Tôi cũng đã đi Everest Base Camp, tôi biết là có một người Sherpa nó giúp mình. Thì thông qua cái công ty dẫn dắt này thì đang sở hữu 66,15% của CrowdX. Và trước đó thì cũng đã vào năm ngoái, năm 2020 thì Masan cũng đã hoán đổi lấy cái cổ phần, mua thêm cổ phần từ Vingroup. Trước đây chúng ta khi mà bán cái hệ thống Vinmart sang cho Masan ấy, chuyển giao ấy, thì thống nhất là Masan sẽ nắm 70%, Vingroup nắm 30%, nhưng mà năm vừa rồi thì thêm 14% về tay Masan nữa, và lên đến định giá là lên đến 14%, đến 1 tỷ đô. Và nó khiến cho định giá của CrowdX, đây chúng ta nhìn vào CrowdX đang nắm cái gì. CrowdX thì nắm 83,74% của Vincommerce, còn lại là của Vingroup, và của Masan và Vingroup. Đấy, của VCM thì nắm 100% Vincommerce, như vậy VCM là Vincommerce. Đấy, Vincommerce tức là hệ thống Vinmart và Vineco. Đấy là cái hệ thống cũ mà chúng ta nhìn thấy. Anh Long ơi, với khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh ấy, thì những con số có thể và cái lưu đồ này các bạn có thể xem lại được. Nhưng mà tôi nhìn ở đây thì tôi có thể thấy một số điểm và anh có thể bổ sung thêm cho tôi. Thì tôi đang thấy rằng là hình như cái hệ sinh thái này nó đang có đầy đủ. Tôi nhìn thấy ở đây này, ở đây là hàng tiêu dùng đúng không ạ? Hàng tiêu dùng này. CrowdX đã nắm cả hàng Masan Consumer, cho nên là khi hoán đổi thì mới có cái tỷ lệ đó. Vâng. Tức là cái tôi đang tưởng tượng ra có một cái hệ sinh thái nó sẽ gồm hàng tiêu dùng này, hệ thống siêu bán thị, lẻ. Bán lẻ hiện tại thì đang là offline, đúng không? Anh cho tôi lên phía trên một chút.
Chúng ta đang thấy đâu đó có một cái hệ thống online, còn nếu mà có cái khoản đầu tư của Alibaba và sau đó thì ở ở Vingroup vẫn sẽ có cái cổ phần ở đây, và như vậy là đâu đó có VinID này đúng không, sự hỗ trợ của Alibaba này, khoản đầu tư của Alibaba này, rồi là ngành sản xuất hàng tiêu dùng này và phân phối hàng tiêu dùng. Anh có thể đánh giá gì một cái bức tranh tổng thể về cái CrowdX này được không? Cái thương vụ mà Alibaba đầu tư này là cái thương vụ mang tính chiến lược. À, chiến lược ở chỗ rằng là tất nhiên cái khoản đầu tư này nó rất là lớn. Nhưng anh nghĩ là đầu tiên tôi xin hỏi là anh là 400 triệu anh nghĩ có đủ đủ lớn cho cái thị trường này không? 400 triệu đâu đó chưa được 10.000 tỷ. Tôi nghĩ đây chỉ là vòng một thôi đúng không anh? Thực tế tôi đánh giá rằng là 400 triệu đây sẽ là một cái điểm khởi đầu thôi. Và nó sẽ có những cái hợp tác sâu rộng hơn, có thể những cái vòng vốn tiếp theo đầu tư vào nữa. Cái câu chuyện đặt ra là trên báo chí thì đưa đây là cái mục tiêu của Masan là Point of Life. Cái này là nằm trong đại hội cổ đông của Masan năm trước rồi. Dùng cái khái niệm là Point of Life. Point of Life là để có thể kiểm soát toàn bộ cái hệ thống tiêu dùng dành cho cuộc sống của một thị trường 96 triệu dân mà đang có một cái mức thu nhập tăng trưởng rất là tốt này. Thì đấy chính là tầm nhìn của Masan. Đấy, và câu chuyện khi ngày xưa khi mà Vingroup chuyển Vinmart cho Masan và kết hợp với Vin Masan Consumer, tức là kết hợp với hàng tiêu dùng. Masan Consumer là hàng tiêu dùng Chinsu này, các loại mì tôm này, rồi nước nước Mắm. khoáng này, Vĩnh Hảo đấy, là con của Masan Consumer, Vina Cà Phê Biên Hòa, đúng không? Gồm có Masan Food và Masan Beverage, rồi các hệ thống bia nữa. Thế thì chúng ta mới thấy rằng là cái mục đích của Masan đó là point of life, tức là có thể kiểm soát được cái thị trường tiêu dùng phục vụ cuộc sống của 96 triệu dân này với cái mức thu nhập bình quân đang tăng lên rất là mạnh mẽ. Đấy, đấy là cái chiến lược tổng thể. Point of line như vậy thì có thể là trước đây Vin Vinmart đã có cái điểm để phân phối cái hàng tiêu dùng, nhưng mà ở đây thì vẫn là hàng tiêu dùng, hàng hóa vật chất đúng không anh Long? Tôi đang nhìn thấy cả câu chuyện về hàng hóa, tức là các sản phẩm và dịch vụ tài chính nữa, thì anh Long đánh giá như nào? Trên tên báo chí thì không có bất kỳ cái câu chuyện nào liên quan đến cái thuật ngữ này anh Tuấn ạ. Đấy, bởi vì họ nhìn một cách rất là thuần túy là đây là bán lẻ và bán tiêu dùng Chính hết, xác. đúng không ạ? Point of line là như vậy. Nhưng bản chất cuối cùng của tất cả các cái giới tài Việt chúng ta nhìn vào Alibaba mà xem, Alibaba xuất phát từ cái gì ạ? Là bán hàng trực tuyến, Chính đúng không ạ? xác. Bán hàng trực tuyến cho nên là họ có một lượng người tiêu dùng cực lớn. Đấy. Và cái công ty mà sinh lợi lớn nhất trong Alibaba Group lại là một công ty không liên quan đến bán hàng. Chính xác. Nó là Ant Financial. Ant Financial là các công ty mà bán sản phẩm tài chính mà vừa rồi IPO không thành công bởi vì lý do có rất nhiều lý do. Nhưng cái công ty đó được định giá rất là khủng khiếp anh ạ. Đấy, và cuối cùng thì sản phẩm tài chính nó phải được tích hợp vào trong hệ thống này và nó sinh ra lợi nhuận. Đấy, trước đây tôi nhớ cách đây khoảng 3 năm thì tôi có chia sẻ một cái status là hệ thống trên mạng xã hội, trên kênh của tôi ấy, mạng xã hội thì hệ thống bán lẻ tương lai nó sẽ phải bao gồm thứ nhất là bán lẻ và kết hợp online to offline, hệ thống bán lẻ trực tuyến, và như bây giờ chúng ta thấy thương vụ này chính là bản chất là kết hợp online to offline Chính xác. hay là offline to online đấy, O2O. O2O. Bởi vì Alibaba thì họ đã đầu tư 1 tỷ đô vào Lazada ở khu vực Đông Nam Á, và cái kinh nghiệm của Alibaba trong việc bán lẻ chiếm lĩnh thị trường hơn 1 tỷ dân tại Trung Quốc, 1 tỷ rưỡi dân tại Trung Quốc là rất là lớn. Và cái câu chuyện đặt ra là trong với cái chuỗi bán lẻ đã offline rộng lớn nhất Việt Nam này, và với cái thương vụ này nó sẽ mở rộng cái phần nó mang tính là vật lý của các cái chuỗi cửa hàng của hệ thống Vinmart cũ. Và với cái kinh nghiệm làm kinh doanh online thì họ sẽ kết hợp để chúng ta có một cái hệ thống O2O. Đấy là cái thứ nhất trong cái chuỗi bán lẻ mà tương lai bán lẻ. Cái thứ hai đó là sử dụng công nghệ. Đấy, chúng ta biết là cái hệ thống mà có thể kết hợp vào đây nó chính là VinID. Và VinID bây giờ thuộc One Mouse Group nhá, anh Tuấn. VinGroup vẫn kiểm soát cái này. Nhưng rõ ràng là thuộc One Mouse Group và có sự tham gia của một cái đối tác mà chúng ta cần phải tính đến, đó là Techcombank. Chính xác. Đấy. Và với cái kinh nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ bán lẻ trong tương lai nó sẽ bao gồm có là bán lẻ O2O, online to offline và offline to online.
kết hợp với các cái chuỗi am hiểu người dùng, sử dụng công nghệ am hiểu người dùng như là VinID, ừ. và kết hợp với cái sản phẩm thứ ba đó là sản phẩm tài chính kèm theo, ừ. thì cái hệ sinh thái đó nó có một cái năng lực cạnh tranh gọi là siêu cạnh tranh, ừ. để có thể đạt được cái mục tiêu là point of life, ừ. của Masan. Thế cho nên là trước đây 3 năm tôi thấy rằng là khi mà Masan nhận cái hệ thống VinCommerce về và kết hợp với Masan Consumer ấy, ừ. thì giá cổ phiếu Masan xuống rất là thấp, xuống thậm chí dưới 50, ừ. và nhiều người nói rằng là không biết anh này làm kiểu gì mà có thể hết lỗ. Những câu chuyện đặt ra là cái tầm nhìn của họ là lỗ hay không lỗ trong cả cái chuỗi vật lý đó, ừ. nó không quan trọng bằng việc là xây cả một cái hệ thống, một cái hệ sinh thái và cuối cùng nó mang lại lợi nhuận lớn. Okay. Và cái điểm rất trọng yếu ở đây đó là kết hợp ba thứ như tôi nói, ừ. là hệ thống online to offline, offline to online, ừ. hệ thống thứ hai xin nhắc lại đó là hệ thống công nghệ, sử dụng công nghệ và am hiểu người dùng, và thứ ba chính là các cái sản phẩm tài chính kèm theo. Thì thực sự các cái truyền thông chưa nhìn nhận được hết câu chuyện tổng thể ở đây, và như thế thì Alibaba tôi nghĩ là sẽ còn nhiều vòng nữa. Thế thì như vậy là tôi đang hình dung rằng là với cái lượng người dùng của tất cả các hệ thống sẽ được cung cấp tất cả các sản phẩm dịch vụ từ tiêu dùng, tài chính trong một cái hệ sinh thái. Như vậy thì khi mà cái point of line này nó thành hiện thực thì theo anh đánh giá thì ở góc độ trên sàn chứng khoán thì những cái công ty nào sẽ được hưởng lợi, hoặc là những cái ngành hoặc là những công ty nào có thể bị ảnh hưởng bởi cái dự án này? Chúng ta thấy rằng là ngay từ đại hội cổ đông vừa rồi thì Techcombank với Masan đã tuyên bố câu chuyện về sử dụng cái hệ thống này để cái sản phẩm tài chính rồi, đúng không ạ? Và đương nhiên rằng là với cái xu hướng phát triển của ngành ngân hàng thì Techcombank cũng là một trong những cái doanh nghiệp chắc chắn được hưởng lợi, đúng không ạ? Và họ đầu tư rất mạnh mẽ vào công nghệ, kết hợp với hệ thống của VinID của One Mile Group trong cái hệ sinh thái này. Và đương nhiên rằng tôi đánh giá rằng là Techcom và cái giá cổ phiếu của nó phản ánh trong cái giai đoạn vừa rồi tăng trưởng rất là mạnh mẽ, cho dù là có những cái phiên mà ngành ngân hàng nó xuống toàn bộ ngành hàng, nhưng mà TCB vẫn cảm thấy rất là mạnh mẽ. Cổ đông đang tin tưởng vào TCB thì đấy, cái này tôi không có khuyến nghị mua và bán, đúng không? Bởi vì mua bán nhiều khi là giá nó cao rồi các bạn ạ. Khi bạn đến cái thông tin này thì giá nó có thể khác với kỳ vọng của chúng ta rồi. Thế nhưng rõ ràng trong tương lai dài hạn chúng ta phải nhìn nhận câu chuyện đó. Một cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn vào hệ sinh thái này thì ai là người thực sự hưởng lợi, thì tôi với anh là người hưởng lợi với tư cách người tiêu dùng. Tại sao thế? Bởi vì nếu như mà tôi mua một cái sản phẩm nào đó trong cái hệ này, tôi mua một cái điều hòa, tôi mua tủ lạnh, thậm chí tôi mua cả nhà trong các cái hệ thống như thế này, thì mà lại sử dụng các cái sản phẩm tài chính, khi mà có một cái sản phẩm combo rất nhiều như vậy thì cái giá trị gia tăng nó tạo ra rất lớn, và nó sẽ có thể giúp chúng tôi giảm được cái chi phí tôi xuống. Tôi mua các cái sản phẩm và cái chi phí mua của tôi được phép mua giá rẻ hơn. Chúng ta thấy trên thị trường bây giờ bạn đi mua điện thoại thì bạn hay thấy rằng là bạn mua một cái điện thoại iPhone đi, nếu như mà bạn sẽ được giảm giá 1 triệu. Ở những cái chuỗi bán lẻ rất bình thường thôi, bạn được giảm giá 1 triệu nếu như mà bạn mua trả góp thông qua một cái ngân hàng nào đấy. Và thanh toán bằng cái thẻ tín dụng của cái ngân hàng đấy. Thế thì bây giờ sau này bạn ấy mua một cái sản phẩm nào đó, được không? Bạn thanh toán bằng VinID. Đây không thanh toán thẻ tín dụng nữa nha. Thanh toán bằng cái số điểm tích lũy trong VinID của bạn. Bạn trả góp cái sản phẩm đấy thông qua sản phẩm tài chính của ngân hàng. Bạn có điểm đóng góp trong cái chuỗi sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái, thì cái giá của bạn là sẽ thấp hơn rất là nhiều, thì người tiêu dùng là người được hưởng lợi. Tôi còn bổ sung thêm là có khi là bạn đặt online, sau đó bạn ra cửa đúng, hàng bạn đặt nhận, online rồi. Bạn đặt online và bạn đi ra cửa hàng, bạn nhận offline và bạn sẽ có tất cả những cái chiếc thậm chí bạn không cần nhận offline, bạn ngồi ở nhà thôi người ta mang đến, nhất là trong cái điều kiện dịch như thế này. Okay. Đấy, thì đấy là cái mà bây giờ các sản phẩm nó standard rồi, bảo hành điện tử, tất cả thứ khác chúng ta không cần phải đến tận nơi chúng ta nhìn. Tôi mua một cái điện thoại tôi không cần phải đến nơi, iPhone cái nào chỉ như cái nào, đúng không ạ? Không cần chúng ta phải ra cửa hàng. Và như thế thì những cái công ty bán lẻ nào mà chậm chân trong cái chuyện là xây dựng cái hệ sinh thái kết hợp online to offline, offline to online, kết hợp với sản phẩm tài chính và công nghệ số, sẽ là cái sản phẩm mà những cái công ty mà về lâu về dài, tức là tôi nói rằng là những cái công ty nó mang tính truyền thống, thì về lâu về dài sẽ bị ảnh hưởng.
đấy, và ảnh hưởng rất là lớn. Và với cái hệ thống của Vincommerce hiện tại, họ sẽ phủ rộng, và với cái nguồn lực như thế này thì với 300-400 triệu đô có thể là được bơm thêm vào. Ở đây tôi không biết được cái cấu trúc giao dịch nó sẽ là như thế nào, nhưng mà nếu như bơm thêm tiền vào hệ thống này thì 300-400 triệu nó mở một lượng cửa hàng cực kỳ khổng lồ. Thì câu đó lúc đó thì câu chuyện lãi hay lỗ từng cửa hàng ấy nó không phải là câu chuyện lớn nữa, đúng không các bạn? Này, xây một cái hệ sinh thái để kiểm soát mới là cái vấn đề, đúng không ạ? Thì trên đây là những cái quan điểm đánh giá, và chúng ta thấy rằng là chúng ta không chỉ nhìn một chiều. Thế thì bây giờ quay trở lại cái thương vụ CrowdWix này thì tôi có thể tổng kết lại, bạn sẽ thấy nó có sự kết hợp như sau. Thứ nhất là hệ thống cửa hàng vật lý là Vinmart có sẵn. Thứ hai là hệ thống bán trực tuyến Lazada và kinh nghiệm của Alibaba. Chúng ta không cần phải có đây rồi ngày xưa nữa, đúng không ạ? Đấy, chúng ta không cần phải tự làm mấy cái thứ đó, không cần. Đấy, chúng ta có hệ thống VinID. Và chúng ta có hệ thống tài chính, đúng không? Chúng ta có sản phẩm của Masan nữa. Sản phẩm đương nhiên có sản phẩm của Masan nữa, đương nhiên là sản xuất rồi. Cái đấy là cái thứ mà có lẽ là một cái hệ sinh thái sẽ rất là mạnh mẽ sau này. Và nó cũng phản ánh vào giá cổ phiếu Masan thôi. Chúng ta thấy giá cổ phiếu trong một tuần vừa rồi nó tăng vọt lên. Ngày hôm nay lại tăng trở lại. Tăng với cái mức biên độ tăng rất là mạnh mẽ. Đấy, có cái phiên tăng trần tăng từ 90 mấy ngàn, dưới 95 ngàn lên đến 108 ngàn. Đấy, chuyện đấy là chuyện rất là bình thường thôi. Đấy, với cái thị trường như thế này. Và tôi nghĩ rằng là câu chuyện đặt ra thì chúng tôi đưa ra một số cái góc nhìn thôi để chúng ta có thể nhìn nhận những cái sự kiện trên thị trường, và nó cũng có thể giúp đâu đó giúp cho các bạn đưa ra những quyết định của các cá nhân mình. Ví dụ như các bạn đầu tư cổ phiếu chẳng hạn, bạn có thể đưa ra. Tôi nhìn thấy rằng là cái tầm nhìn khi mà có những cái tầm nhìn như thế này thì tôi lại càng tin tưởng hơn vào cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong vòng từ 5 đến 10 năm tới. Khi họ gọi là đầu tư vào cái sự phát triển của cái tầng lớp tiêu dùng và có càng nhiều các cái sản phẩm cho cái tầng lớp tiêu dùng mới, chứng tỏ là cái thu nhập của người dân đang được đánh giá là sẽ phát triển. Đấy là cái triển vọng kinh tế Việt Nam. Tôi cũng rất đồng ý với anh Tuấn. Thế còn bạn thì sao? Bạn đánh giá cái triển vọng của cái thương vụ này như thế nào? Tốt hay không tốt, và nó tác động gì đến nền kinh tế cũng như là túi tiền của chính bản thân bạn, thì vui lòng comment ở trong clip. Vâng, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.